sinh 23 tỉnh thành học trực tiếp, 31 địa phương học trực tuyến. Những địa phương ở vùng xanh thực hiện phương án cho học sinh học tại trường, học sinh ở vùng chưa an toàn tiếp tục học trực tuyến qua truyền hình. Theo đó, 23 địa phương hiện đang tổ chức dạy học trực tiếp cho 100% học sinh, gồm Bắc Giang, Bắc Cạn, Bình Định, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Quảng Ninh. Có 9 địa phương kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình cho học sinh, gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quảng Nam, Sơn La, Thừa Thiên Huế. Đây là những địa phương thực hiện phương án cho học sinh ở vùng xanh đi học tại trường, những học sinh ở vùng chưa an toàn tiếp tục học trực tuyến qua truyền hình. Số địa phương dạy học trực tuyến và qua truyền hình hiện tăng lên 31 tỉnh, thành. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, hiện nay nhiều học sinh, trẻ em mầm non cùng gia đình từ các tỉnh, thành phố di chuyển về cư trú tại địa phương sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh sớm ổn định, tiếp tục học tập tại địa phương nơi cư trú, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các sở giáo dục, đào tạo tiếp tục thực hiện tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch COVID-19, đồng thời chỉ đạo các nhà trường nơi học sinh chuyển đến chủ động, tạo điều kiện thuận lợi tiếp nhận học sinh vào học tập, đồng thời phối hợp với nhà trường nơi học sinh chuyển đi sớm hoàn thành thủ tục chuyển trường theo quy định. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng yêu cầu các sở giáo dục, đào tạo chỉ đạo các nhà trường chủ động bố trí xếp lớp cho học sinh học tập theo đúng đối tượng, tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh chuyển đến để kịp thời đáp ứng yêu cầu học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở giáo dục, đào tạo báo cáo về Bộ Giáo dục Đào tạo để được hướng dẫn giải quyết.